xin lỗi nha. Em không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn bác sĩ Phong. Lần sau đừng vừa đi vừa đọc tài liệu nữa, để người khác có cơ hội làm mình bị thương. Hai người ngưng nói xấu người khác đi. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sự thật là tôi và bác sĩ Châu đang yêu nhau. Tôi không cho phép bất kỳ ai tung tin đồn thất thiệt về cô ấy nữa. Cô chết chắc rồi. Hai người bớt nóng lại đi. Mọi người đang nhìn kìa. Còn em nữa, mai tụi mình chụp hình cưới rồi, cứ cau có như vậy, nhỡ lên hình xấu thì sao? Chúng tôi chẳng qua là không muốn mọi người bàn tán, nên định gần tới ngày mới công bố. Chắc là mọi người sẽ nhận được thiệp sớm thôi. Thì chút xíu nữa là tôi tin những gì anh nói là thật rồi. Là thật lòng đừng anh... Đừng cố chấp nữa. Cho dù là thật lòng anh, thì mọi chuyện cũng muộn rồi. Em chưa thử sao biết được. Em không cần phải yêu anh, chỉ cần em ở bên cạnh anh, tin anh là được. Tôi không muốn gì thêm nữa hết á. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Làm ơn, hãy để tôi sống yên ổn đi. Hãy yên ổn bên anh. Anh xin em. Làm gì vậy? Cái này là cái gì? Trả cho tôi. Anh không cho phép em làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Anh lấy tư cách gì mà cấm tôi? Em trở lại như ngày xưa đi. Là cô bác sĩ, dốc hết tiền lương trợ giảng để giúp đỡ cô bé nghèo chữa bệnh tim. Là cô bác sĩ, luôn luôn xông xáo đi từ thiện để chữa bệnh cho các gia đình nghèo. Là cô bác sĩ, khi anh hỏi giữa anh và nghề bác sĩ thì em chọn điều thứ hai. Em quên hết rồi à? Tôi quên hết rồi. Không, nói đúng hơn là con bé đó ngày xưa chết rồi. Tôi bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng thôi. Ai không khinh thường thì sẽ thương hại tôi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Buông ra. Em chỉ cần dựa vào anh. Em lợi dụng anh cũng được. Em cũng không cần phải yêu thương anh, không phải tin cậy anh, cũng không cần phải tha thứ cho anh. Anh điên rồi. Anh điên rồi. Và em cũng không cần phải quên những kỷ niệm với người cũ. Anh yêu cả những kỷ niệm của em.